chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng và tặng quà cho đảng viên và một số đơn vị nhân ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vẫn còn một số hàng quán ăn uống trên địa bàn thành phố Hưng Yên mở cửa. 3 trường hợp F1 ở huyện Ân Thi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Nhộn nhịp đêm mưu sinh ở chợ đầu mối Đông Tảo. Giáo viên đóng góp ý kiến về sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà chúc Tết và trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại huyện Yên Mỹ. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến thăm chúc Tết và trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Trịnh Thế Cường, cán bộ tiền khởi nghĩa thôn Yên Phú, xã Giai Phạm. Cụ Cường năm nay 92 tuổi, tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi 17 tuổi. Trải qua các thời kỳ, cụ luôn cống hiến hết mình cho Đảng, cho cách mạng, dạy bảo con cháu và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại xã Tân Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đến thăm tặng quà Tết mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thành, thôn Hoan Ái. Cụ Thành năm nay 95 tuổi, từng tham gia bảo vệ bí mật cho cán bộ hoạt động, dân công tải đạn trong thời kỳ chống Pháp. Đồng chí Trần Quốc Văn ghi nhận những đóng góp của các cụ với Đảng, cách mạng và địa phương. Chúc các cụ và gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục đóng góp trí tuệ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, luôn sống vui, sống khỏe, làm gương để các thế hệ con cháu noi theo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều ngày 5 tháng 2, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đoàn đến thăm tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Hưng Yên ở huyện Ân Thi, Trung tâm Hy vọng Tin Cầu, Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh Hưng Yên ở huyện Kim Động. Tại các nơi đến thăm tặng quà, đồng chí Trần Quốc Toản ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn, chúc mọi người đón Tết vui vẻ đầm ấm, đồng thời yêu cầu tập thể cán bộ viên chức người lao động ở các trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em mồ côi và người bệnh đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm. Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Toản trao tặng quà cho các đơn vị để tổ chức các hoạt động đón Tết vui xuân. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh. Theo dự kiến, số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tỉnh Hưng Yên được bầu 7 đại biểu Quốc hội, trong đó có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu về ứng cử. Dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử là 13 người. Dự kiến số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 là 53 người. Dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ người được giới thiệu ứng cử là 88 người. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cao về cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ và dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 do Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại quan trọng của đất nước và của tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Để hoàn thành tốt công tác bầu cử thì phải chuẩn bị hết sức chú đáo, trách nhiệm và đúng luật. Việc dự kiến cơ cấu thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phải thực sự đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, đảm bảo cơ cấu hợp lý,
trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp dưới theo đúng hướng dẫn. Giới thiệu người ứng cử đối với các cơ quan nhà nước phải phù hợp với phương án nhân sự đã được thông qua tại đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phải là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân trong việc giới thiệu nhân sự, giám sát công tác chuẩn bị để làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều qua, sau khi nhận được thông tin của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi về 3 trường hợp tại các xã Hạ Lễ, Nguyễn Trãi, Bắc Sơn tiếp xúc với F0 tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương trên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Được biết, 3 trường hợp F1 này đã xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Chỉ trong thời gian ngắn, lịch trình di chuyển của 3 trường hợp F1 được các địa phương xác minh cụ thể, chi tiết công khai. Trong đó, trường hợp F1 tại xã Nguyễn Trãi được xác minh là có tiếp xúc với 205 trường hợp F2. Các địa phương tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình và nhà có người tiếp xúc với các trường hợp F1. Thông báo các trường hợp liên quan ở các địa phương khác, yêu cầu người dân khai báo y tế trung thực để tiến hành cách ly theo đúng quy định và kiểm tra y tế bắt buộc đối với các trường hợp liên quan. Hiện nay, các địa phương tại huyện Ân Thi thực hiện nghiêm nội dung công điện số 199, công văn số 212 và các văn bản chỉ đạo liên quan khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người dân thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh nhiều nhà hàng, quán ăn ở thành phố Hưng Yên nghiêm chỉnh chấp hành công văn số 248 ngày 2 tháng 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tối ngày 4 tháng 2 vẫn còn một số quán ăn, quán bia, quán giải khát chưa đóng cửa, thậm chí vẫn phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Theo ghi nhận, cùng đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trong buổi tối ngày 4 tháng 2, tại một số quán lẩu trên đường Lê Lai, quán cơm, quán phở trên đường Nguyễn Văn Linh, quán bia ở đường Nguyễn Đức Cảnh, quán ốc, quán giải khát trên đường Tuệ Tĩnh, quán ăn trên đường Triệu Quang Phục vẫn mở cửa. Thậm chí, một số quán vẫn phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Theo công văn 248 ngày 2 tháng 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ các nhà hàng được mở cửa nhưng không phục vụ khách tại chỗ, chỉ phục vụ khách mua về. Còn các quán ăn đêm, quán cà phê, giải khát phải đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành lập biên bản, nhắc nhở, yêu cầu các hàng quán được kiểm tra ký cam kết thực hiện nghiêm công văn số 248 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì theo mức độ vi phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt các hàng quán này. Sáng nay, Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hàng hóa tiêu dùng và công tác phòng dịch COVID tại một số siêu thị, chợ đầu mối trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, huyện Quái Châu và Yên Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra chợ Bao Bì, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, siêu thị BRG Mắc và chợ đầu mối Đông Tảo, huyện Quái Châu, công tác phòng dịch COVID-19 được triển khai khá đồng bộ. Tại các điểm ra vào chợ và siêu thị đều có chốt kiểm tra nhắc nhở về công tác phòng dịch, thường xuyên tuyên truyền trên loa để người dân nắm được các biện pháp và chủ động phòng dịch. Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân có tâm lý chủ quan, lơ là với dịch bệnh, không đeo khẩu trang tới những nơi đông người. Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa tiêu dùng và hàng phục vụ Tết rất đa dạng, đa phần đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các mặt hàng từ hoa quả nông sản cho tới bánh kẹo thực phẩm đều được bình ổn về giá và số lượng. Một số mặt hàng giá được giảm từ 5 đến 10% trong các chương trình khuyến mại dịp Tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn các tỉnh lân cận, nên sức mua của người dân giảm đáng kể so với cùng kỳ. Thời điểm này, các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phục vụ đi lại thông thương cho nhân dân dịp Tết. Những ngày cận kề Tết, tại các bến khách qua sông, nơi giao thương nông sản của huyện Quái Châu đi các tỉnh đều được lập chốt kiểm tra phòng chống dịch. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến tới các chủ bến đò ngang, người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến để phát hiện xử lý các phương tiện chủ bến chở khách vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy. Các phương tiện đều được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo công tác phòng dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Quái Châu sớm triển khai đến từng xã giáp danh với các địa phương vừa đảm bảo thông thương nông sản, vừa phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết.
Dù có ảnh hưởng ít nhiều do dịch COVID-19, song những ngày này, trên cánh đồng hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang vẫn khá sôi động. Tại vùng hoa Phụng Công và Xuân Quan, giá bán vẫn không giảm, thậm chí một số loại giá còn tăng như hoa trạng nguyên, hoa trà, hoa hải đường. Khu vực cây cảnh thì nhiều thương lái đã quay lại đánh cây, vận chuyển đi tiêu thụ. Đến nay cơ bản các loại bưởi, cam cảnh trên chậu được bán và vận chuyển, giá vẫn giữ ở mức trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng trên một cây. Riêng với cây quất, hiện vẫn còn một số diện tích đã bán cho các thương lái ở vùng dịch Hải Dương và Quảng Ninh thì các thương lái không thể vận chuyển. Những diện tích này được các nhà vườn tự vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên thời điểm này vẫn còn khá nhiều khách hàng ở các tỉnh khác về tìm mua. Các nhà vườn tin tưởng nếu dịch được kiểm soát, thị trường cây cảnh sẽ sôi động trở lại trong vài ngày tới. Dù không có cảnh mua bán tấp nập như mọi năm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song chợ Hoa Xuân thành phố Hưng Yên vẫn được trang hoàng bởi những cành đào, cây quất và các loại hoa được xuất thân từ chính đồng ruộng của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Chợ Hoa Xuân được hình thành trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên từ ngày tái lập tỉnh. Mỗi năm một lần, vào dịp Tết Nguyên đán, phiên chợ đặc biệt này lại diễn ra, lưu giữ và quảng bá nét văn hóa, một thú vui tao nhã mỗi dịp xuân về. Tết Tân Sửu năm nay, dự kiến chợ Hoa Xuân được tổ chức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 30 Tết với tổng số gần 100 gian hàng. Tuy nhiên, năm nay thời gian tổ chức chợ hoa lại rơi đúng vào thời điểm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tăng cường. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi đến chợ hoa, Ban Quản lý chợ đã chủ động các biện pháp phòng bệnh. Ban Quản lý chợ hoa cũng như Ban phòng chống dịch bệnh COVID của phường thì cũng đã tổ chức thành lập 3 chốt kiểm dịch tại 3 cái đầu đường khi vào chợ hoa. Và 3 chốt này thì có bao gồm lực lượng công an, lực lượng quân sự, lực lượng y tế và lực lượng bảo vệ dân phố. Thì có nhiệm vụ là tất cả mọi người trước khi vào chợ hoa là đều thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Ngoài ra thì ban tổ chức chợ hoa cũng thường xuyên cử lực lượng là tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên toàn bộ khu vực chợ hoa. Mặc dù chợ Hoa Xuân năm nay không được náo nhiệt, không có cảnh người người nhà nhà thong thả ngắm hoa, chụp ảnh như các năm trước, song nhiều người dân của thành phố và các địa phương trong tỉnh vẫn lựa chọn thời điểm phù hợp và tuân thủ theo quy định của Ban Quản lý chợ đến đây để lựa chọn mua hoa, cây cảnh về trang hoàng tại gia đình. Cái cách đi mua hoa, cách chơi hoa nó khác năm ngoái, tức là bây giờ mình phải phòng chống Covid, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thế nhưng vẫn phải tạo được cái không khí vui của ngày Tết Nguyên đán. Để giữ cái tính chất cổ của ngày xưa, tức là ngày Tết là chúng tôi mua hoa, mua đào về để chơi Tết. Lưu giữ phiên chợ hoa ngày Tết, lưu giữ một nét đẹp cổ truyền trong văn hóa sinh hoạt của người dân thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, để đẩy lùi dịch bệnh và để nhân dân đón Tết Nguyên đán với không khí đầm ấm, an toàn, mọi người cũng cần nâng cao ý thức cùng cộng đồng phòng chống dịch và chấp hành nghiêm quy định của Ban Quản lý chợ Hoa Xuân. Chợ đầu mối Đông Tảo, huyện Khoái Châu từ nhiều năm nay luôn tấp nập người mua bán. Mặc dù mới 1-2 giờ sáng nhưng không khí ở đây đã rất nhộn nhịp. Những chiếc xe tải, xe thồ, xe máy chở hàng hóa nối đuôi nhau vận chuyển hàng qua lại. Năm nay vì dịch COVID-19 nên các tiểu thương vừa kinh doanh vừa chủ động phòng dịch. Tại chợ có các mặt hàng tương đối đa dạng cho tiểu thương tìm kiếm nguồn hàng kinh doanh. Xe ô tô từ Hà Nội và các tỉnh về lấy hàng, măng từ Yên Bái, na từ Lạng Sơn xuống, khoai sọ, đậu đỗ, cà chua từ Bắc Ninh, Bắc Giang, các loại hành, tỏi, rau quả như táo, bưởi, cam canh do người dân Hưng Yên trồng, mít, thanh long, sầu riêng từ miền Nam ta, nơi này dỡ hàng xuống, chỗ kia bốc hàng lên, tiếng mặc cả ngã xá cười nói huyên náo. Thường thường phải từ 2 giờ là dậy rồi, ngày nào cũng thế. Đây là mình đi lấy hàng về các chợ lẻ bán. Đi chợ này thì nói chung vất vả lắm, bây giờ nó dịch bệnh là khó kiếm. Thì rau củ quả nó chợ đầu mối nó nhiều, nó các thể loại luôn. Khu chợ này mở cửa khá sớm, các tiểu thương thường đổ về đây trước 2 giờ sáng để lấy hàng. Hàng nông sản thực phẩm tại chợ đầu mối được đánh giá là có chất lượng, đồng thời giá cả hàng hóa ở đây khá rẻ cho các tiểu thương nhập về kinh doanh. Anh Trịnh Phương Sơn là người có 10 năm vận chuyển ở chợ đầu mối bộc bạch. Tùy vào thời tiết để lấy hàng nhiều hay ít, mỗi gia đình bán từ 2 đến 3 xe hàng, mỗi xe khoảng 4 tấn. Chợ bắt đầu đổ buôn từ lúc 10 giờ đêm và tầm 3 giờ sáng là nhộn nhịp người đến mua. Ngày ít nhất là 7 tấn. Những bình thường như các cái lúc này thì 15 20 tấn. Đấy, theo như đơn đặt hàng từ lúc 8 giờ gọi điện. Thế thì vào hóa đơn thì các xe đến
Xe đến thì có xe đến từ 10 rưỡi, có xe đến 11 giờ, có xe đến muộn nhất là 2 giờ. Thì tôi vận chuyển cho đến từng các xe rồi lên xe, xếp xe từ đầu xe đến cuối xe cho chủ hàng. Được biết năm 1995, từ một chợ phiên truyền thống, chợ đầu mối Đông Tảo hình thành đến nay thu hút 5 đến 600 hộ với hàng nghìn người tham gia. Người ít vốn thì mua hàng ở chợ đêm, bán ở chợ ngày hoặc mua đầu chợ bán cuối chợ cũng lãi vài trăm nghìn đồng trên một ngày. Chợ không chỉ góp phần tiêu thụ nông sản cho xã Đông Tảo mà còn cả 9 xã lân cận và những tỉnh khác. Mỗi đêm, chợ thu gom xuất ra thị trường hàng trăm tấn rau củ quả. Vào dịp Tết hoặc mùa vụ thì lưu lượng xe và hàng hóa tăng lên càng nhiều. Chợ đầu mối Đông Tảo thì hàng hóa chủ yếu là giao thương của cái hàng của địa phương và các cái tỉnh thành lân cận. Trong cái đợt Tết Nguyên đán này thì có vẻ là các cái mặt hàng của bà con là rất là nhiều. Cái lượng hàng mà trung chuyển mỗi một ngày là nó lên tới khoảng vài 300 tấn. Tiêu thụ các tỉnh lân cận như là ví dụ như thành phố Hà Nội và Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Thông qua chợ đầu mối Đông Tảo giúp cho mối quan hệ giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng được gắn kết chặt chẽ qua mỗi buổi chợ. Người dân vẫn cố gắng gồng mình buôn bán, đồng thời chấp hành các quy định phòng dịch bệnh của cơ quan chức năng. Từ năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục sẽ bắt đầu dạy sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngành giáo dục và đào tạo đã bắt đầu lấy ý kiến đóng góp của cán bộ giáo viên để tìm ra những bất cập, góp phần chỉnh sửa cho những bộ sách giáo khoa này được hoàn thiện hơn. Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 3 đợt lấy ý kiến của giáo viên. Đợt 1, mỗi địa phương chọn 10 giáo viên cốt cán, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa qua website của nhà xuất bản. Đợt 2, giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học tới góp ý. Đợt 3, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện trước khi in và phát hành. Dù vừa phải đảm bảo việc dạy và học trên lớp, vừa phải nghiên cứu sách giáo khoa mới, nhưng các giáo viên đều nhận thấy đây là hoạt động cần thiết. Chủ trương của bộ lấy ý kiến về các bộ sách như thế là quả thật đấy là một việc làm rất là quan trọng, rất là thiết thực và rất là có ý nghĩa cho chúng tôi, có vừa có cái tính thực tế và chuẩn bị được cả những cái điều kiện về tâm lý, điều kiện về tri thức, về cái những cái năng lực của chính giáo viên chúng tôi có thể tiếp nhận được cái mục tiêu của bộ đề ra. Tỉnh Hưng Yên hiện đã hoàn thành góp ý đợt 1. Trong đó, sách giáo khoa lớp 2 có 9 môn, mỗi môn có 10 giáo viên. Sách giáo khoa lớp 6 có 12 môn, mỗi môn có 10 giáo viên góp ý. Dù chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ, nhưng các giáo viên đã có sự so sánh với sách giáo khoa hiện hành và đưa ra những nhận xét ban đầu. Tôi chỉ được nghiên cứu có 3 bộ. Bộ thứ nhất là bộ Chân trời sáng tạo, bộ thứ hai là Kết nối tri thức và bộ thứ ba là Cánh diều. Tôi thấy cái bộ Kết nối tri thức rất là hay, nội dung phù hợp với học trò. Kiến thức thì nhẹ nhàng, các con nếu mà được đọc những cái quyển này thì sách và tranh rất là nhiều, phong phú, hình ảnh, minh họa sáng tạo. Phần viết chính tả thì lượng viết vừa phải, như chương trình hiện hành là 2 bài chính tả trên 1 tuần. Tuy nhiên ở trong những bộ sách mới này thì có 1 bài chính tả trên 1 tuần thôi. Cho nên là với bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là toàn bộ phần viết như thế là rất là nhẹ nhàng đối với các con. Sách giáo khoa biên soạn với cái cách thể hiện rất là phong phú, lôi cuốn. Về hình thức trình bày thì thân thiện, về ngôn ngữ thì rõ ràng, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi. Về nội dung, mỗi một bài thì đều được thiết kế theo những cái hoạt động phù hợp với cái dạy học theo phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa để gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức cho giáo viên góp ý đợt 2 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ 2 đối tượng thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu. Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và Hoàng Văn Đức, sinh năm 1993, trú tại thôn Bản Muỗng, xã Mông Ân, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Khám xét tại nhà số
856/4 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi các loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ. Ngoài ra, còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng và Đức về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đây là một trong những vụ án thu giữ được số lượng văn bằng chứng chỉ giả lớn nhất từ trước đến nay của Công an tỉnh Hưng Yên. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2, Công an xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đánh bạc với số tiền thu giữ trên 30 triệu đồng. 5 đối tượng gồm Lê Văn Sách, sinh năm 1987, có hộ khẩu tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Phạm Văn Vinh, sinh năm 1978, tại Trung Mỹ, Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1994, tại Như Quỳnh, Văn Lâm, Hoàng Văn Tính, sinh năm 1985 và Phạm Phú Hùng, sinh năm 1991, đều có hộ khẩu tại tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức sát phạt bằng tiền tại phòng trọ của Phạm Văn Vinh ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú. Tại hiện trường, công an thu giữ trên 30 triệu đồng cùng các vật chứng liên quan. Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.